Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu các bác hàng em về gồm có Vanda. Đây là Vanda này. Cây nó như này các bác. Loại này bình thường. Loại này em bán là 80.000 một cân. Đây, loại này rẻ. Chỗ này được khoảng 5 lạng. Một cân thì gắt nhiều lắm. Đấy, chỗ này không có nhiều lắm, có 80.000 cân thôi các. Đây là Vanda nhé. Đấy, Vanda rừng 80.000 một cân. Cái loại này nó nhẹ và giá nó rất là rẻ. Ở trên em cũng nhiều các bạn. 80.000 cân thôi, đây là Vanda. Ngoài ra thì hôm nay em còn có mấy cái hàng Vanda cắt cành nữa. Đây, hình 1 này. Một mẹ 3 con là 100 này. Hình 2 này, 3 ngọn 120 này. Hình 3 là 60.000 này. Đây các bạn này. Đấy, hình 3. Đây hình 4 60.000. Còn một ngọn như này là 50.000 các bác nhá. Đây 60.000 các bác nhá. Đây. Hình 3 hình 4 cũng 60.000 một giỏ. Đây hình 6 là 50.000. Đây 50.000 là một ngọn đẹp này. Đấy, Vanda lá xếp. Đấy, còn có giò này là giò này 100 này. Giò này có mấy ngọn này. Đấy, giò 100. Đây, một giò này là 350 này. Giò này to các bác này. Giò này gần 10 ngọn cơ. Đấy, đang nụ chi chít luôn. Đây các bác, nụ đây. Đấy. Còn hình này là hình số 8 là 300 này. Đấy, 300 đây. Khá là to. Quay này không thể hiện được hết nhưng mà đây có một cái lá nó hơi dập đấy, nó dập một ngọn này. Còn lại là ok hết. Cái này là họ ghép vào, họ cắt cái cây của họ ra, họ buộc lên cây xong rồi họ trồng xong rồi cắt ra. Là 300. Đấy. Hôm nay em về thêm một giò kiếm. Giò kiếm nguyên bản này thì em bán là 100. Bên cạnh cái kiếm này còn có cây dâu rồng với cả một loại lan khác nữa. Đây cây dâu rồng này. Đấy, giò kiếm này 100 các bác nhé. Còn đây là một giò cáo. Giò này cũng 100 thôi. Đấy. Bên này là chồn trắng. Chồn trắng Thái má là 100. Đây là hình số 5. 150 đây. Giò đẹp nhất này em này 150 này. Đấy. Còn cát thì em vẫn có cát lục đại thượng này. Cát lục đại thượng em bán là 160.000 một chậu, đang nụ này. Đấy, đây là cát lục đại thượng. Đấy, hàng có toàn có hàng có lụm có mèo đây. Các bác mang về chăm một thời gian ngắn là có hoa. Cái này trồng thuần tại Việt Nam rồi. Cho nên các bác yên tâm về khí hậu nó không thể chết được đâu. Đấy là cát lục đại thượng, còn đây là lông heo xanh. Lông heo xanh thì giá vẫn là 200 một chậu. Đây, những chậu cát lông heo xanh rất là xinh. Ở vườn nhà em đây. Đấy, một chậu giá chỉ có 200 thôi. Đây là cát của Đài Loan. Đây có một giò đùi gà 150 này. Đấy, giò này 150 các bác lấy thì em ở dưới là một cái mảnh gỗ đó. Em cho thêm miếng giá thẻ vào để cho nó tươi. Đấy, còn Vanda đây thì ví dụ một giò này 120 ngọn này. Giò này một ngọn 50. Đấy. Vanda. Còn đây là đùi gà. Đây đùi gà em cho hết lên chậu này. Đây, đẹp lắm. Đấy ví dụ hình số 3 này. 400 này. Đây khá nhiều thân luôn. Đây đang nụ này. Đấy. Đùi gà hình số 3 là 400. Đây là ví dụ đùi gà hình số 2 này. Là 350 này. Đùi gà hình số 3 còn có một lụ này. Đấy. Còn đây là đùi gà hình số 1. Là 300. Đây. Đùi, một chậu đùi gà rất đẹp như này là 400 này. Đấy. Đây là đùi gà tròn. Cây này nhìn nó tròn tròn này là 400. Còn cây này cũng hình số 7 này, cũng 400 này. Đấy, hình số 7 400, nhìn các bác nhìn xem đẹp không? Đấy, 400. Còn đây là hình số 10 500, hình này thì đẹp nhất này, đẹp nhất nhà em này. Là 500.000 này. Đấy, nó phủ ra hai bên. To khủng lắm. Đấy. Bên này là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây.
300 một thân. Đây vàng cánh bầu Hải Phòng 300 một thân này. Còn đây là vàng cánh chim là 400. Đấy, đen rô lắng nhà em nở các bác này. Sướng nhỉ. Đấy, đen rô 4N này 65.000 một cây. Cây này đang nở này. Còn đây là một giò đùi gà to này là 700. Rồi này vật vã luôn. Còn một giò này là 400. Đấy. Giò 400 này. Đấy, đấy còn đây là vàng cánh chim của em nhé. Vàng cánh chim nhà em nhiều lắm. Đây. Thân to này các này. Đấy, ví dụ các bác lấy hai thân này là 800 này. Đấy, 800. Hoàng nhạn thì em bán 120. Bên này em còn một chậu semi lưỡi hồng này. Còn một chậu là thôi, chậu này thôi được đấy. Còn đây là kiếm vàng Thái. Vàng Thái chậu này là 12. Chậu này là 1 triệu này. Đấy các bác lấy một mẹ một con này là 600. Đây cái loại này vàng Thái này loại thân loại bọc củ to, thân nùn. Loại này sướng lắm. Đấy, còn đây là semi coco. Cái vàng cánh bầu các thứ mấy thân dài em ươm. Vàng cánh bầu em còn nhiều các bác nhá. Đây thế này, đây cũng có vàng cánh bầu này. Nhiều lắm, nhà em kiếm cứ để lung tung. Đấy, đấy là mấy loại đùi gà mấy đen rô nắng này. Còn đây trầm cửu long cánh viền đây, loại hoa đẹp cực luôn. Cái này 350 một chậu. Cái này mấy nữa lở ra em cho các bác xem mặt hoa của nó. Cánh của nó viền đẹp lắm. Đây là vũ lữ bằng chanh. Cát mili này thì em vẫn bán là 100. Còn đây là hai hoa trắng. Hai hoa trắng là 150. Hai hoa trắng 150. Còn trầm rồng đỏ thì em bán là 160 một chậu. Bên này là kiếm vàng cánh bầu. Đây có chậu hai thân này. Đây vàng cánh bầu Hải Phòng có chậu hai thân này. 600 này. Vàng cánh bầu Hải Phòng em còn nhiều lắm quá. Còn bên này là hồ điệp lá biên 80.000 một cây. Còn bên này là kiếm phan chí. Phan chí em bán là 100 một cốc. Đây. Đây, cây phan chí giống này. Hàng gieo hạt của Việt Nam này. Sử dụng vỏ thông vụn với cả phân tan chậm của Nhật để bón thế đó. Kiếm phan chí này 100. Còn kiếm xanh Huế. Xanh Huế này là 80.000 một cây. Đây. Đấy, xanh Huế này nó bé hơn. Đấy, có những cốc như này không này. 80.000 một cốc xanh Huế. Đây là những cái dòng cây con em. Đây này là kiếm lai. Kiếm lai của Thái là 200 một chậu. Đấy, cây này bây giờ bắt đầu mọc mầm rồi. Bắt đầu bụi to dần rồi. Còn bên này kiếm số 3 của Thái là 300. Loại nuôi lô phết em nuôi mất 5 rồi. Còn bên này là kiếm đài gieo hạt. Đấy, kiếm đài gieo hạt đây nhá, có quả dừa này. Em bán là 120 một chậu. Đấy, giá chỉ có 120 thôi, rẻ lắm. Tổ quạ nhỏ đây em bán 15.000. Đấy, 15.000 là tổ quạ nhỏ, tổ quạ to là 18.000. Đấy, cây cối ở vườn em đang phát triển khá là tốt đấy. Trầm biên vàng này, 160 đấy. Đấy, giò đùi gà này. Các loại vật tư thì hôm nay em về khá nhiều. Hôm nay em về thêm cả lưới Nhật này. Lưới Nhật 180 một tấm này. Còn đây là màng nhà kính Isen này. Khổ 4m là 440 này. Còn 3 là 330 này. Đây là giảo cổ lam này. Giảo cổ lam khô em bán là 120 một cân này. Một túi này có 5 lạng đó ạ. Giảo cổ lam này. Đây, một túi này có 5 lạng giảo cổ lam đúng không ạ? Đây, chè giảo cổ lam khai thác ở trên rừng về là băm phơi khô luôn. Đấy, một túi 5 lạng như này 60.000, một cân là 120 các bác nhé. Đấy, đấy, chè giảo cổ lam. Còn đinh đăng nếp khô này là 450 một cân. Chuối hột Thái Lát này là 50.000 một cân. Ngọc cổ khô là 200. Mật ong khoái là 300. Còn đây là các vật tư như là phân dê 15.000 này, phân chuồn quế là 25.000 này.
Đấy, đây là rốt tinh các thứ này, với cả atolic những cái thuốc kích thích sinh trưởng. Hôm nay còn về cả nano bạc này. Đấy, các bác dùng nano bạc để phun khi mỗi lần trời mưa các bác dùng cái này phun thì nó sẽ phòng được lấm. Đây. Đấy, cái này tiêu diệt tất cả các loại vi khuẩn, virus này, nấm gây bệnh. Đấy. Có nghĩa là các bác khi thấy trời mưa các bác phun một lọ này vào vườn thì các loại vi khuẩn nó phát sinh ra để hại cây thì nó sẽ chết. Đấy, đây là nano bạc. Còn đây là dây buộc lan này, cuộn to này 70.000 một cuộn to đùng. Đấy. Còn loại dây buộc lan nhỏ này có 30.000 đây. Đây. Đây không nhá. 30.000 được 50 mét. Phân trắng nhật 240 một cân. Còn phân trì là 120. Đấy, giống còn các bác.